một sự thật mà mình tự nghĩ ra là trung bình người chơi đấu trường chân lý sẽ cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc khi mà lên được một con tướng 5 tiền 3 sao. Vậy nếu mà có tới 3 con tướng 5 tiền ở rát vàng thì cảm xúc sẽ như thế nào nhỉ? Xin chào các bạn, đây là Xem Đi Chơi Cờ Với Nắng. Mặc dù thì mình đã có rất là nhiều video rát vàng 5 tiền và cũng nhận được rất là nhiều comment khen ngợi kiểu lắc đỉnh lắc pro, nhưng mà với một tinh thần chơi game non-stop thì chưa đủ để mình cảm thấy thỏa mãn. Đấy là lý do mà hôm nay các bạn có video rát vàng 3 con tướng 5 tiền để xem đấy. Mình đoán là các bạn đang sốt ruột lắm rồi. Thế thì để mình vào game luôn cho các bạn xem siêu phẩm này nhé. Để dễ dàng cho việc tìm kiếm 5 vàng 3 sao thì Legend mình chọn là Tamken. Khu chợ Surima là vùng đất mà chúng ta sẽ tới trong trận đấu này. Đồ sau 3 ra quái đầu tiên, một cung, một găng và một nước mắt. Lõi công nghệ vào xuất hiện và mình múc luôn. Nhả tài phiệt cho đỡ phải suy nghĩ. Mình đấy chiêu chiêu mà, không tích đủ 20 tiền ngay round này. Và cũng muốn giữ lại tướng dư máu nên là mình up level 4 cho vào sân 2 tích đấu cộng với 2 can trường. Lắp tặng đồ cho Samira. Và chạm luôn với cái nhà chết 4 đang dùng Ionia để đép. Mà toàn 1 sao nên là chiến thắng khá dễ dàng ở vòng này. Kalista xuất hiện ở round sau. Với việc có 2 mao cai sẵn đây là mình pick vội. Giữ lại 2 thách đố chỉ đổi đồ lại cho Kalista thôi. Tích 20 tiền nha mọi người. Đối thủ thứ hai cũng khá là yếu với bộ bài lộn xào cũng liên quan gì nhau lắm. Mình tiếp tục có được chiến thắng. Uầy, cảm giác này quá là dễ thở luôn sau bao nhiêu ngày tháng trật vật ở rank cao thủ với cả rank cao thủ. 2.3 thì mình gặp cái bài ông này có vẻ như là ra hình ra hài hơn với 2 căn trường cộng với 2 hiệu triệu nhân. Tiếc là bài cũng toàn 1 sao nên là không ăn được form bài mình hiện tại. Kết thúc nửa đầu vòng 2 với 3 chiến thắng. Đứng ở vị trí cao thế này thì đồ mình cần là cái gậy phép để tí nữa lắp cuồng đao cho hay mơ hết tiền. Tất nhiên là không nhận được rồi. Mình lấy tạm Soraka cầm một đai với cả một nước mắt. Lắp luôn dây chuyền vừa nhận được ở chợ cho Maokai. Tiếp tục là một chiến thắng cho ní vô trăng khi mà gặp một cái nhà đang eco pick lõi giống y hệt mình. Thắp lên ngọn lửa huy chức. Ôi giời ơi các bạn ơi, lời nguyền tới. Nói đúng hơn là vì một tích 50 tiền nên là không up cấp. Mình để thua nhà level 5 với khá là nhiều 2 sao ở vòng 2.6. Đập vài cục đá cho vơi đi nỗi buồn. Thì mình nhận về được một găng, còn lại thì toàn tướng là tướng. Điều quan trọng là mình đã tích đủ 70 tiền nhé các bạn. Gặp lại ông anh ngay trận đầu tiên ở 3.1 với bộ Ionia. Có set 2 y hệt bị điên đấy mọi người. Kalista của mình găm quá trời giáo vào người nó luôn mà nó vẫn không gục. Nó còn đấm ngược lại tim mình vỡ alo luôn đấy chứ. Thế là mình để thua 2 chết. Lấp la lấp lánh chiếc lõi kim cương hiện ra. Ngân sách cân bằng sẽ được mình giữ lại sau khi roll 2 lõi thứ 6 kỳ quái và vương miện thách đấu mà không có gì ngon. Ôi giời ơi, thời tới động lực cuối cùng thì miễn chê rồi. Roll thử nốt cái lõi ngân sách cân bằng xem thì nó ra quỹ phòng hộ cũng ngon không kém. Quyết định cuối cùng của mình vẫn là động lực cuối cùng. Với sự tự tin về bộ môn toán học thì mình tính toán một lúc rồi quyết định là bán hết tướng trên sàn đi, kích hoạt lõi động lực một cách nhanh nhất mà vẫn đảm bảo về lượng kinh tế và thời gian roll. Nói cụ thể hơn thì mình sẽ có khoảng 150 tiền sau vòng đi chợ 4.3 để xem là mình tính có đúng không nhá. Hình như là có gì đấy sai sai, mình gặp luôn một ông đã đầu hàng nên là round này mình thắng. Lêu lêu cái 3.3 mình để thua 14 giọt và còn lại 71 máu. Mảnh gậy ở chợ cũng đã bị cướp mất vào tay kẻ khác nên là mình nhặt về Asia cả một cây huyết kiếm. Tiếp tục để thua 2 vòng ở 3.5 và 3.6, mình còn lại 45 máu. Bắt một ít tướng để đếp ở rau sói. Đánh xong 5 con sói thì nó trả cho mình hẳn 5 đồ, trong đấy có một cái gậy. Là cái đồ mà mình đang rất là cần. Ngon rồi đấy. 15 là số máu mà mình đã mất thêm ở vòng 1.1. Kết thúc vòng cho lõi bằng một chiếc lõi vàng. Lấy luôn vàng từ Legend Tamken cho giàu nha mọi người. Tầm này nhiều tiền lắm bố, chứ cần gì lõi đánh nhau nhé. Hợp lý. Up luôn level 8 với 106 tiền còn thừa. Mình tiếp tục để thua 2 round nữa ở 4.2 và 4.3. Còn lại 1 máu để kích hoạt lõi. Shopping cho mình thêm một em Ari cầm 2 nước mắt ở chợ sau khi mà đã lắp khá là nhiều đồ đam ở nhà. Mọi người thấy mình tính hay không? May là có một round thắng chứ không lần cuối. Hơn 150 tiền với level 9 được kích hoạt nhiều lõi. Mình roll cạn và bắt gần hết 5 tiền 2 sao cùng với Hammer 3 lõi đào vàng. Giờ thì các bạn biết là mình lấy cuồng đao để làm gì rồi đấy. Cho con Hammer nó bút thêm tốc đánh cho u súng của mình hết tiền. Mình học được từ các pháp sư Trung Hoa đấy. Đồ đao còn lại mình chia cho Achok với cả Belvet. Đối thủ đầu tiên mình gặp là cái nhà đang đếp bằng Asia. Chắc là định lên 9 đấy. Ông này cũng phải suy nghĩ về việc roll đi, chứ gặp mình lần nữa là cũng luôn mất. Tiếp tục can quét lobby với một chiến thắng nữa ở vòng 4.6 khá là dễ dàng. Không quá khó hiểu khi mà cầm một đội hình toàn 5 vàng 2 sao ở vòng 4.4 thì là rõ. Nhưng mà nhìn kìa, có một ông em sinh như hoa cũng đã lên 9 và roll khá là nhiều 5 vàng 2 sao rồi. Mình phải thật cẩn thận với ông này mới được. Rider! Bao chim cuối cùng thì mình sắm về được cho Hammer thêm một chiếc cuồng đao nữa là tròn bài. Với 43 tiền cùng với cả lượng tướng đã roll được trước đấy thì mình roll cạn và bắt được 8 Belvet.
6 aimer, 5 rai. Roll 1 là để bắt bất tướng của ông kia, 2 là để an tâm mà đào vàng, chứ thua là cút luôn rồi còn đâu. Một máu mong manh lắm. Gặp luôn em Sinh Như Hoa ở vòng 5.1 để tỉ thí võ công. Đội bạn tỏ ra yếu ớt khi mà carry gần như là chỉ gây không chế, chứ đam thì không có. Vì mình cầm hết đeo vest rồi còn đâu. Ari một đồ cộng với cả rai toàn đồ mana thì không thể chịu nổi đam từ team mình. Tranh thủ đấm ông này một phát để tí đỡ phải lo. Aimer cộng với rai cũng hack về cho mình ở round này 15 vàng đấy. 5.2 người anh em Asia vẫn lì đòn lên 9 và kết quả là bài toàn 1 sao. Sau trận đòn vừa nãy thì giờ là lúc người anh em up luôn cho mình cái top 5. Ôi dồi ôi, em Sinh Như Hoa đã 8 xe người. May là mình check bài xong bắt lại hai con đấy, không thì xong rồi. Gặp lại ông bán tỉa vòng 5.3 trước khi đi chợ. Phải cảm ơn ông này vì đánh rất là tâm huyết, giữ máu để giờ gặp mình cho mình thời gian roll. Lượng vàng rơi ra từ máy đào vàng và skill của Rai mình dùng để roll luôn trong vòng đấu này, tránh đối thủ có cơ hội nào khác. Thì mình lụng luôn được con Aimer thứ 9. Đi chợ thấy con Aimer thì em Sinh Như Hoa vui lắm. Mà đâu có biết là mình đã roll được 3 sao rồi đâu. Bất ngờ chưa bao giờ, Aimer 3 bên này rồi đấy. Nhặt con Aimer về để có tiền mà roll thôi chứ tầm này thì đồ cũng không quan trọng nữa. Lỡ bán mất Rai đi để lúc nãy mua Aimer rồi nên là giờ mình roll lại nha mọi người. Aimer 3 đào vàng phải nói là ôi giời ơi luôn. Round này mình gặp bóng nên là cũng không có gì quá đặc biệt. Tranh thủ roll nốt con Rai cho ông kia cầm thì chết. Và mình bắt được con Rai thứ 7. Người anh em Sinh Như Hoa roll rất nhiều nhưng mà không ra được Saiyan 3. FF luôn cho gọi ra là ván mới, tinh lỏng như kem. Và mình gặp lại nhà bắn tỉa này tiếp tục giành chiến thắng đẩy họ còn 7 máu. Đến round dòng ngàn tuổi thì mình bán sạch những cái con tướng ra ít và chỉ để lại Aimer, đeo vest, Rai và Senna. Đồ của dòng đi cũng không cần nữa vì giờ mình chỉ cần tướng thôi. Với 88 vàng sau dòng ngàn tuổi thì giờ là lúc cạn tiền. Rai là mày ghép tiếp theo được dắt vàng, sau đấy là đến đeo vest. Mặc dù nữ chúa hư không đã rất cống hiến, thôi sao, lên được còn hơn là không đúng không các bạn. Mãi tập trung roll thêm Senna mà mình quên mất là cần bắt giót đồ để kích hoạt Aimer 4 sao. Tức là mình chỉ bắt được thêm một con Timo mà không có con giót đồ nào khác. Đầu óc để đâu ý, chỉ bốc phép là giỏi. 6.1 chỉ là thủ tục khi mà chiến thắng cho ai mọi người cũng thấy rồi đấy. Hơi tiếc vì chưa lên được Aimer 4 sao để thêm vào bộ sưu tập của mình. Hẹn mọi người video sau mình làm lại. Cảm ơn các bạn đã xem, nhớ để lại một like cho mình nhé. Chúc các bạn leo lên cuối mùa vui vẻ, bye bye.